Chào bạn, trong video này tôi làm cho bạn cái câu số 6. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Trà Vinh năm học 2022-2023, đề như sau. Có hỗn hợp trộn lẫn các kim loại bạc, nhôm, sắt. Bằng phương pháp học, hãy nêu cách tách riêng biệt từng kim loại ra khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng ban đầu. Viết phương trình phản ứng hóa học chứng minh. Như vậy ở đây chúng ta có hỗn hợp gồm có 3 kim loại, đó là bạc, nhôm và sắt. Thì đây chúng ta thấy là bạc của chúng ta là một kim loại đứng sau hydro. Do đó đầu tiên chúng ta sẽ cho qua dung dịch HCl dư. Khi đó chúng ta thu được bạc là chất rắn. Tách được bạc ra khỏi chất khí là hydro và phần dung dịch. Dung dịch đây mình cho là dung dịch A đi. Dung dịch A bây giờ gồm có AlCl3, HFeCl2 và HCl dư. Rồi sau đó cho hỗn hợp này, chúng ta sẽ cho hỗn hợp này qua dung dịch NaOH tới dư. NaOH dư. NaOH dư thì đây này, chúng ta có phương trình này. Đầu tiên là nhôm này cộng cho HCl để tạo thành AlCl3 cộng cho H2. Sau đó là sắt cộng HCl tạo thành FeCl2 cộng H2. HCl, NaOH sẽ đi tới dụng HCl để tạo thành NaCl cộng H2O. NaOH đi tới dụng với FeCl2 tạo thành FeOH tất cả hai lần cộng NaCl. Cái này cái tủa màu trắng xanh. NaOH đi tới dụng với AlCl3 và đem tạo thành AlOH tất cả ba cái tủa màu trắng keo cộng NaCl. Nhưng vì NaOH dư thì nó tác dụng tiếp với AlOH 3 lần để tạo thành NaAlO2 cộng cho H2O. Như vậy sau khi chúng ta cho tác dụng với NaOH thì chúng ta thu được này, gồm hai phần. Phần dung dịch ở đây là có NaAlO2 và NaOH dư. Phần cái tủa ở đây là có FeOH hai lần. Cái tủa. Bây giờ chúng ta cho hỗn hợp này đi qua. Từ từ. Ở đây chúng ta còn thiếu trong dịch này còn thiếu NaCl này em. Bây giờ để thu được sắt thì ở đây chúng ta sẽ cho qua, chúng ta đi nhiệt phân hoàn toàn. Thu được FeO. Nhiệt phân hoàn toàn trong oxy không khí. Tách ra nước. Sau đó chúng ta cho hydro qua, hydro dư qua. Cái đó chúng ta thu được sắt. Được chưa? Như vậy khi đó chúng ta cho phương trình số 7 này. Mình lấy FeOH tất cả hai này chúng ta đi nhiệt phân trong môi trường oxy không khí để tạo thành Fe2O3 cộng H2O. Phương trình 8. Từ Fe2O3 cộng hydro thì chúng ta tạo thành Fe cộng H2O. Rồi. Bây giờ cái dung dịch này thì chúng ta sẽ cho qua đâu? Dung dịch này thì chúng ta sẽ cho qua CO2 dư. Khi đó chúng ta tạo thành dung dịch ở đây gồm có. Như vậy khi cho CO2 dư vô thì CO2 dư sẽ đi tác dụng với NaOH để tạo thành NaHCO3. Khi đó CO2 sẽ đi tác dụng với NaAlO2 và nước. Khi đó nó tạo thành NaHCO3 và AlOH tất cả 3 lần cái tủa. Như vậy chúng ta sẽ thu được dung dịch gồm có NaHCO3. Đúng chưa? Và cái tủa AlOH 3 lần. Tới cái tủa này em đi nhiệt phân để tạo thành Al2O3. Sau đó chúng ta đi điện phân nóng chảy.
Thu được nhôm. Phương trình tiếp theo là phương trình số 11, AlOH 3 lần. Ở đây em đi nhiệt phân để tạo thành Al2O3 cộng cho H2O. Phương trình 12, Al2O3 em dùng phương pháp điện phân nóng chảy để tạo thành nhôm cộng cho oxy. Và đây là tất cả những gì mà thầy muốn gửi đến các bạn trong câu hỏi này. Ở đây chúng ta không có sự thay đổi khối lượng, tức là chúng ta không, em hiểu cái đoạn là hãy nêu cách tách riêng từng kim loại có trong hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng, tức là ở đây chúng ta sẽ không có được sử dụng có phản ứng bối tác dụng với kim loại, được chưa? Đó là cái triết lý của bài toán này, thế thôi.